thiếu hụt enzyme ở trong cơ thể thì chính là cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái tình trạng ở trong cơ thể của chúng ta như là bị đầy bụng, ợ hơi, khó tiêu, đau dạ dày, mất ngủ hoặc là đau đầu, và còn một số những cái biểu hiện khác trong tổng hợp 20 cái biểu hiện mà mẹ Tâm đã chia sẻ ở trong cái bài viết trước. Thì mẹ Tâm nhận thấy rằng là các mẹ rất quan tâm đến cái việc là vậy thì mình có những triệu chứng như thế thì làm thế nào để có thể bổ sung enzyme, làm thế nào để có cắt đi được những cái triệu chứng như vậy. Bởi vì là tình trạng mà bị căng thẳng, stress cũng như là mất ngủ hiện nay diễn ra ở các chị em văn phòng rất là nhiều. Bởi vì là các chị em hay comment inbox với cả mẹ Tâm rằng là dạo này chị hay bị đầy bụng, dạo này chị lại bị đau dạ dày rồi. Và mẹ Tâm hỏi rằng là vậy thì cái nguyên nhân nào dẫn đến chị bị đau dạ dày chị có biết không? Thì một số mẹ trả lời rằng là bị căng thẳng ở trong công việc. Và cái vấn đề căng thẳng trong công việc thì mẹ Tâm sẽ xin phép được chia sẻ trong một cái video khác để có những cái cách giúp mẹ giảm những cái căng thẳng ở trong công việc, làm thế nào để mình có thể cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Hôm nay thì quay trở lại về cái việc là làm thế nào để có thể nâng cao cái enzyme ở trong cơ thể mình bằng những cách rất là đơn giản. Mẹ có thể biết được như thế này, enzyme chính là protein, nó tham gia vào tất cả các quá trình ở trong cơ thể, từ quá trình tổng hợp này, phân giải này, thải độc, tất cả quá trình hóa học diễn ra ở trong cơ thể. Chính vì thế mà enzyme khi mà bị thiếu hụt thì cái độc tố ở trong cơ thể mình không được giải độc ra, dẫn đến là cái độc tố không được giải ra bên ngoài và bị ngấm ngược trở lại cơ thể. Và khi mà cái độc tố ngấm ngược trở lại cơ thể thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là máu của mình bị bẩn này, rồi các cái đường ruột, các thứ của mình nó sẽ bị bẩn. Và như thế nó sẽ dẫn đến các cái tình trạng như là đau đầu, dạ dày hoặc là táo bón chẳng hạn. Vậy thì có cái cách nào để mình có thể làm tăng cường cái enzyme ở trong cơ thể mình lên? Thì có một cái nó rất là đơn giản thôi, đấy là để mà mình có thể tăng cường cái sức mạnh của enzyme ở trong cơ thể thì mình cần đảm bảo duy trì về hai phần. Thứ nhất là về số lượng và thứ hai là về chất lượng enzyme. Về số lượng enzyme thì mẹ có biết rằng là ở trong cơ thể có 5.000 loại enzyme khác nhau, trong đó có 3.000 loại được tạo ra bởi cái khuẩn của đường ruột. Chính vì thế mà cái hệ thống tiêu hóa của mình gồm có thực quản, dạ dày và đại tràng, tá tràng, thì mình cần phải giữ cho những cái bộ tiêu hóa của mình hoạt động được tốt. Và trong rất nhiều những cái lần mà mẹ Tâm nói về cái cách ăn uống để làm sao có thể cải thiện được tiêu hóa, đó là ăn thiên về thực vật, 85% là thực vật, còn 15% là động vật thôi. Mình sẽ cắt giảm dần các cái đạm từ động vật và chuyển dần sang các cái đạm từ thực vật. Đạm từ thực vật thì có thể lấy ở trong các cái loại đậu, đỗ, như là đậu tương là nhiều nhất này, sau đấy đến đậu đỏ, đậu xanh, đó, đậu đen. Có rất nhiều những loại đậu mà cung cấp cho mình những cái loại protein rất là cần thiết cho cơ thể. Mẹ cũng không cần quá lo lắng rằng là cái protein của thực vật khi mà vào trong cơ thể nó hấp thụ khác với cả protein từ động vật, bởi vì tất cả các loại protein khi mà đi vào trong cơ thể của mình thì cơ thể của mình không thể hấp thụ cái protein đấy luôn, mà dưới những cái tác động của enzyme để phân giải nó ra để tạo thành các acid amin, và trong cơ thể sẽ sử dụng các acid amin đấy để tổng hợp lên các protein cần thiết ở trong cơ thể và phù hợp với cả cơ thể của mình, chứ không phải là lấy nguyên những cái protein từ thực vật hoặc là từ những cái miếng thịt mà mình ăn để đưa vào trong cơ thể mình là có thể sử dụng được ngay. Thì mẹ hoàn toàn có thể hiểu rằng là cái nguồn mình đưa vào trong cơ thể mình sẽ đưa đa dạng các cái loại thực vật khác nhau, thì cái protein ở trong cơ thể mình nó vẫn sẽ đảm bảo. Và khi mà cái hệ tiêu hóa của mình tốt lên rồi thì cái khuẩn đường ruột nó hoạt động tốt, và 3.000 cái loại enzyme được tạo bởi hệ đường ruột là mình đã đảm bảo là mình đã có chiếm đến 3 chia cho 5 là bao nhiêu? 60%. 60% những cái enzyme cần thiết ở trong cơ thể đã được tạo ra bởi các cái vi khuẩn đường ruột. Chính vì thế mà giữ cho cái hệ tiêu hóa của mình được tốt, lúc nào mẹ Tâm cũng nhắc các mẹ rằng hệ tiêu hóa chính là cái não bộ thứ hai, và hệ tiêu hóa có khỏe thì hệ miễn dịch của mình mới khỏe. Vì thế mà sẽ tránh những cái tình trạng mà mình để như là bị táo bón quá lâu ngày, hoặc là mình bị đầy bụng, bị đau dạ dày, thì mình cần cải thiện các cái vấn đề về tiêu hóa đấy. Cái thứ hai nữa, đấy là mình sẽ không làm tiêu tốn enzyme. Enzyme sẽ bị tiêu tốn khi mà mình uống rượu bia hoặc là uống cà phê quá nhiều, thì cơ thể sẽ phải thải độc, sử dụng các enzyme ở trong cơ thể mình để thải độc. Thì những cái enzyme để dành cho hệ tiêu hóa, để tiêu hóa thức ăn hoặc là thải độc ở các bộ phận khác thì đã bị ưu tiên để dành cho những cái tác nhân độc hại cao hơn kia. Chính vì thế mà mình sẽ hạn chế các cái
ảnh hưởng nguy hiểm của những cái nhân tố như rượu bia, thuốc lá, các cái yếu tố về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí hoặc là ô nhiễm nguồn nước, thì mình sẽ hạn chế những cái yếu tố ô nhiễm như thế. Thì cái enzyme của mình thì ngoài cái việc là tăng được về số lượng thì nó sẽ còn tăng được cả về mặt chất lượng nữa. Và có một cái loại mà chứa rất nhiều enzyme mà mẹ Tâm vẫn khuyên các mẹ nên dùng, đấy chính là hoa quả. Hoa quả thì có chứa rất nhiều enzyme. Mỗi lần khi mà làm việc mệt này, hoặc là căng thẳng, hoặc là cảm thấy hôm đấy mình không được tập trung, thì mẹ Tâm sẽ uống thêm nhiều nước. Bởi vì nước sẽ giúp cái quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể diễn ra nhanh hơn, giúp quá trình thải độc nhanh hơn. Khi mà cái cơ thể mình cảm thấy mệt mỏi, tức là mình đang bị tích độc tố ở trong người, thì mẹ Tâm sẽ uống thêm nước nhiều hơn so với bình thường để thải bớt cái độc tố ra ngoài qua đường tiểu và qua đường mồ hôi. Và mẹ Tâm còn sử dụng thêm hoa quả nữa, bởi vì hoa quả, trong hoa quả tươi thì chứa rất nhiều enzyme. Và bác sĩ nổi tiếng người Nhật, thật sự là rất nổi tiếng, bác sĩ Hiromi Shia là người đầu tiên trên thế giới mà tìm ra cái phương pháp mổ nội soi đại tràng, thì bác cũng khuyến khích rằng là chúng ta nên ăn thật nhiều hoa quả. Và hoa quả thì ăn có thể bao nhiêu tùy thích, bởi vì ở trong hoa quả có rất nhiều enzyme. Nhưng mà mẹ mà muốn giảm cân thì chú ý là mình hạn chế ăn những cái hoa quả ngọt nhé. Mình sẽ ăn những hoa quả thảo thảo thôi, để cho tránh cái việc là nó nạp quá nhiều đường từ hoa quả vào trong cơ thể. Và trên đây là những cái cách mà mẹ Tâm khuyến khích các mẹ để làm sao có thể tăng enzyme. Đấy là cái cách thứ nhất, là mình sẽ giữ cho hệ tiêu hóa của mình được tốt, bổ sung enzyme bằng hoa quả tươi. Cách thứ hai nữa là mình sẽ hạn chế những cái tác nhân làm ảnh hưởng đến việc suy giảm cái chất lượng của enzyme cũng như là số lượng enzyme, như là không sử dụng rượu bia, thuốc lá, sử dụng những cái nguồn nước đã qua sử dụng máy lọc, và đeo khẩu trang lọc bụi khi ra ngoài đường, sử dụng thêm những cái máy lọc không khí để có một cái bầu không khí tuyệt vời nhất. Và hôm nay cái không khí của mình thật sự là rất là ô nhiễm. Mẹ hãy cài cái AirVisual lên để đo cái chất lượng không khí mỗi ngày, và mình sẽ ra đường cũng như là mình sẽ tùy thuộc vào từng cái hôm mà mình có thể mở cửa để đón luồng không khí mới vào, hoặc hôm đấy mình sẽ đóng chặt cửa và bật cái máy lọc không khí lên để nó lọc sạch cái không khí ở trong nhà của mình nhé. Hôm nay thì là mức lọc không khí là ở mức ngưỡng đỏ, chính vì thế mà trong phòng của các mẹ thì nên có một cái máy lọc không khí để cho chất lượng không khí được tốt hơn. Và nếu thấy cái video này hữu ích thì hãy đừng quên chia sẻ cái video này cho mẹ Tâm nhé. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong video ngày mai vào lúc 20 giờ. Bye bye.